Thành phố Hồ Chí Minh ứng phó thế nào với biến thể Omicron? Thành phố Hồ Chí Minh đã vạch ra 8 giải pháp cụ thể để ứng phó với biến thể Omicron. Trong đó, giải pháp cuối cùng là thành phố lên kịch bản triển khai bệnh viện giã chiến hoặc cơ sở thu dung điều trị COVID-19 ở cấp quận huyện. Ngày 14 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn ban hành kế hoạch xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron trên địa bàn. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh đã vạch ra 8 giải pháp cụ thể để ứng phó với biến thể Omicron. Đầu tiên, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu hàng không, hàng hải. Hành khách đi chuyến bay quốc tế phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, tổ chức cách ly kiểm dịch, xét nghiệm kiểm tra SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cơ quan chức năng yêu cầu đặc biệt lưu ý các chuyến bay, chuyến tàu xuất phát hoặc có hành khách đến từ các nước đang ghi nhận biến thể Omicron, bắt buộc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ các quốc gia này không cho cách ly đại nhà, bất kể tiến sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc COVID-19 trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh các biện pháp an ninh hàng hải, giám sát ngăn chặn và phát hiện sớm, xử lý nghiêm những trường hợp lên bờ, xuống tàu bất hợp pháp. Thứ hai, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh giám sát, sàng lọc để phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm mắc biến thể Omicron tại các địa bàn dân cư, cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp. Trong đó, lưu ý các trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp để sớm cách ly, xét nghiệm theo quy định. Thứ ba, các phòng xét nghiệm được yêu cầu chủ động phát hiện sớm trường hợp mắc biến thể Omicron bằng cách xem xét dấu hiệu thiếu gen trong các mẫu xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, làm xét nghiệm giải trình tự gen tất cả các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đối với người nhập cảnh trong vòng 28 ngày, người tái nhiễm COVID-19. Tất cả các trường hợp trên, sau khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển đến Bệnh viện Giã chiến số 12 để cách ly điều trị và làm xét nghiệm giải trình tự gen. Ngoài ra, có thể tổ chức giám sát ngẫu nhiên một số trường hợp nghi ngờ khác tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh trong nước và trên thế giới. Thứ tư, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan chức năng cập nhật thông tin liên chức năng cập nhật thông tin liên tục trên thế giới về biến thể Omicron để có đánh giá đúng về mức độ sự nguy hiểm, chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa, can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp hiệu quả. Bên cạnh đó, hướng dẫn và truyền thông nguy cơ đúng mức, phù hợp và hiệu quả về biến thể Omicron đến với người dân và cộng đồng, thứ năm thành phố hồ chí minh yêu cầu triển khai đầy đủ kịp thời việc tiêm vaccine phòng covid 19 liều bổ sung liều nhắc lại theo hướng dẫn của y tế ưu tiên các nhóm nguy cơ tiếp tục giả soát vận động và tiêm vaccine covid 19 cho những người chưa tiêm đầy đủ nhất là những người lớn tuổi có bệnh nền thứ sáu kiện toàn và triển khai đồng bộ hệ thống kiểm dịch từ cấp thành phố đến huyện xã ứng phó linh hoạt tùy thuộc vào cấp độ nguy hiểm của dịch do biến thể omicron gây ra khi phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung điều tra truy vết tìm nguồn lây ban đầu và người tiếp xúc gần để khẩn xương xử lý dập dịch, cắt đứt chuỗi lây nhiễm. Tùy mức độ nguy hiểm về khả năng lây lan và gây bệnh nặng của biến thể Omicron được cập nhật, cơ quan chức năng sẽ triển cơ quan chức năng sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát dịch tương ứng như truy vết, cách ly tập trung nghiêm ngặt đối với những người tiếp xúc gần F1, theo dõi, phân tích dữ liệu theo nhóm, chuỗi người nhiễm Omicron để đánh giá về mức độ lây nhiễm, mức độ nặng, tử vong thứ bảy, tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả các trạm y tế lưu động, tổ chức chăm sóc bếp 0 tại cộng đồng. Theo đó, các địa phương có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế phường xã thị trấn để đáp ứng với các cấp độ dịch. Cuối cùng, thành phố Hồ Chí Minh lên kịch bản triển khai bệnh viện giã chiến hoặc cơ sở thu dung điều trị COVID-19 ở cấp quận huyện, sẵn sàng kích hoạt và đưa vào hoạt động ngay khi có yêu cầu, đồng thời duy trì các bệnh viện giã chiến điều trị COVID-19 trong tình hình mới. Mỗi địa bàn cấp quận huyện sẽ phát triển thêm bệnh viện giã chiến tầng 2 hoặc cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tầng 1 biến thể omicron B.1.1.529 của virus sars cov-2 được Nam Phi lần đầu tiên báo cáo cho tổ chức y tế báo cáo cho tổ chức y tế thế giới who vào ngày 24 tháng 11 sau khi số ca nhiễm ở tỉnh Gauteng tăng mạnh trong những tuần đó hiện nay số ca nhiễm omicron đang gia tăng trên khắp Nam Phi và đã xuất hiện ở hơn 60 quốc gia vùng lãnh thổ trong đó có các nước châu Á như úc Nhật Bản Hàn Quốc Singapore Malaysia Ấn Độ và Trung Quốc nhiều nước đã nhanh chóng siết chặt các quy định về đi lại quốc tế để giảm thiểu nguy cơ biến thể Omicron xâm nhập. WHO đã xác định đây là biến thể đáng lo ngại vì một số báo cáo ở Nam Phi cho thấy tốc độ lây lan nhanh chóng của biến thể mới này. Nhiều khả năng biến thể Omicron sẽ lây lan ở mức độ toàn cầu. Toàn cầu